Đi đi mua trái cây à? Hả? Người đi ôm con gần đường ngủ, có ngủ không? Hay ngồi chơi? Baby à, baby ăn gì đấy? Hả? Ăn gì đấy? Baby? Bắt tay mà xem có đường có con bé nào không nào. Chơi gì đây? Đấy cùng chơi, cùng mới chơi nhé. Không gì nhóm gì nó vun đỉnh, đang nó cắt đấy, nhỏ, trời ơi, nó bé nhỏ, ấy nó gặm một cái thì thôi á, xin chào. Nắng không chơi đâu được hả? Nó ngồi thôi hả? Ừ, cái mổ cũng nữa, cái mổ cái gì? Chờ đâu đây nè, quên cơ chứ nữa. Cái gì cho vào mồm tại thật đấy. Bây giờ cây cho ui 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 cho đấy, cho baby cái nã này. Ui rồi, nã đâu rồi, nã chơi đây. Muốn ăn cái gì đây, nã ăn cái gì đây. Đường nhận cây á, khô gặm sao? Khô gặm sao con gì? Chị sẽ có con bé nào nè. Đây nè. Đi rồi. Bỏ. Bỏ nhảy. Thế bắt đầu. Bắt đầu nào. Đấy, giờ con bé. Mất rồi. Hả chị? Đấy, nhìn con bé sao.